Mở lại phiên tòa xét xử vụ tài xế xe khách Thành Bưởi gây tai nạn làm 9 người thương vong. Ngày 22 tháng 7, tòa án nhân dân huyện Định Quán, Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tài xế xe khách của công ty trách nhiệm hạn Thành Bưởi gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết, 4 người bị thương. Hai bị cáo trong vụ án gồm Hoàng Văn Tính, 38 tuổi, tài xế xe khách Thành Bưởi bị xét xử về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, trong khi đó Lê Dương 33 tuổi, phó giám đốc công ty trách nhiệm hạn Thành Bưởi, bị xét xử về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, ngày 16 tháng 5, tòa án nhân dân huyện Định Quán đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung cơ sở, chứng cứ nhằm làm rõ vai trò đồng phạm của một số người có liên quan trong vụ án. Sau khi trả hồ sơ, viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán giữ nguyên quan điểm truy tố đối với hai bị cáo trong vụ án. Đối với những người quản lý, ký lệnh vận chuyển cho bị cáo tính nhưng không tiến hành đo nồng độ cồn và kiểm tra giấy phép lái xe đối với bị cáo tính có dấu hiệu đồng phạm thì viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán cho rằng nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông xảy ra là do chuyến xe được điều động từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đà Lạt Vậy nên, việc xác định được trưởng ca, người viết lệnh vận chuyển, người kiểm tra giấy phép lái xe, đo nồng độ cồn tại điểm xuất phát tại thành phố Đà Lạt, chuyến ngược lại từ thành phố Đà Lạt đến thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 tháng 9 năm 2023 là không cần thiết và không liên quan đến bản chất của vụ án như trong hồ sơ đã thể hiện.